Hello cả nhà, con chào cô chú, con là Rosa nè. Hôm nay là bác sĩ nói con được 5 tháng rồi đó. Là lúc con về con ở với má con được 3 tháng rưỡi. Giờ con ở với má được 5 tháng. Là con được ở chung với má được 1 tháng rưỡi rồi, 6 tuần rồi. Mọi người có thấy con già không? Rosa đang nằm buồn chán quá, thấy là má mở cái video cái này cho Rosa coi, Rosa bật dậy. Nhà má có hai con, có hai con cá trong cái hồ cá. Đừng nói coi video này xong là ngày mai hai con cá đã bị ngửa nha, còn bộ xương khô nha. Hồi nãy má mở thế giới động vật có sư tử săn mồi cho Rosa coi, mà Rosa chán quá, Rosa nằm ở buồn ngủ luôn. Thế là má lên video, má gõ cat game rồi, thế là ra cái video có con cá bơi qua bơi lại này, ảnh bật dậy luôn. Rosa thông minh lắm á. Để chút phải hỏi thử anh Henry coi, anh Henry có phản xạ giống vậy không? Trời ơi, anh Henry ở lầu 1, cơ sở ở lầu 2. Tối thì Út ngủ với ba, anh hai ngủ với má ở dưới nhà. Giờ má hy sinh cái máy cho đô xà chơi luôn, cơ sở quậy tưng bừng luôn. Đó. Biết ai nghĩ ra cái video này hay ghê vậy. Ảnh lành không? Ảnh lành không? Đó, ảnh lành không? Còn quá lành luôn. Rosa, Rosa, hôm nay Rosa chích ngừa về, Rosa có thấy làm sao không? Thấy bình thường hả? Chích ngừa với Sở Dung. Tôi xài chích được 2 mũi rồi. Vì con là baby cho nên con phải chích tới 3 mũi. Tháng sau con gặp lại bác sĩ thú y chích ngừa cho con. Giờ má đưa iPad cho Rosa, má khỏi coi phim luôn. Happy Halloween nha. Đêm nay là Halloween của năm 2020. Con nhãn làm hấp dẫn thì con hai cá bơi qua bơi lại. Như sợ nó ôm màn hình luôn à. Đưa tay cho má. Đưa tay cho má. Đưa tay cho má. Mê lắm rồi, cô xài coi nó mê lắm rồi. Nó mê lắm rồi, cô chú à. Con chào cô chú đi. Cái hai con cá bơi bao bơi lại mà mê dữ dội vậy à. Con chào cô chú đi. Con chào cô chú. Hẹn gặp lại nha, cô chú nha.